Theo tờ báo này, việc phát hiện loài treo chuột này do một nhóm chuyên gia Việt Nam thực hiện bằng bảy ảnh tại một khu rừng chưa được tiết lộ, Việt Nam. Trên các bức ảnh chụp và đoạn phim quay lại cho thấy, loài động vật này có kích thước nhỏ bằng con thỏ, còn được gọi là treo lương bạc. Và đây là những bức ảnh đầu tiên được chụp trong tự nhiên sau gần 30 năm được người ta nhìn thấy lần cuối. Trước khi bảy Ảnh phát hiện ra loài này, các nhà khoa học cho rằng loài này đã ở bờ vực tuyệt chủng do sự săn bắt bằng bẫy của thợ săn. Treo lương bạc được cho là loài động vật móng vuốt nhỏ nhất thế giới hiện nay. Theo The Guardian, nhóm các nhà khoa học đã tìm kiếm loài treo nhỏ nhất thế giới này bằng cách phỏng vấn dân làng và lực lượng kiểm lâm, nơi động vật này từng được nhìn thấy trước đây. Các nhà khoa học phát hiện loài treo chuột đang cài đặt bẫy ảnh ảnh The Guardian, Dựa trên thông tin, các nhà khoa học đã cài đặt 37 camera trong một khu rừng ở miền Nam. Trong năm tháng, họ đã chụp được 275 bức ảnh của con vật trong 72 sự kiện riêng biệt. Tiếp đó, các nhà nghiên cứu đã thiết lập thêm 29 camera trong cùng khu vực và chụp thêm được 1.881 bức ảnh, bao gồm 208 sự kiện độc lập. Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục điều tra số lượng cá thể treo lương bạc.